Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta có những cái đánh giá phân tích lại toàn bộ tình hình kịch bản trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích toàn bộ các cái nhóm ngành, các cái mã cổ phiếu cơ bản nhất và sẽ có một vài cái dự báo về xu hướng thị trường trong tuần tới. Thì trong trong đây trong ngày mùng 10 tháng 4 thì Hùng Lê đã ra bản tin video số 99 để phân tích và định lượng tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì hiện tại là Hùng Lê thấy rằng ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta thấy rằng là cái lượt view của video nó đã lớn hơn cái lượt sắp lượt đăng ký kênh, thì có thể là một số các anh chị là chúng ta chưa chưa biết đăng ký kênh. Thì khi chúng ta vào kênh YouTube và chúng ta gõ gõ từ khóa chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì ở đây đây là kênh của chúng ta đó, và thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ này, chúng ta sẽ bấm vào đây tựa đề của kênh, thì chúng ta sẽ vào cái trang chủ của kênh ở đây. Thì ở ngay trang chủ của kênh thì nó có cái mục ở đây là mục đăng ký, mục đăng ký thì chúng ta sẽ tích vào đăng ký ở đây, hoặc không thì chúng ta sẽ bấm vào ở trên này gọi là link đăng ký YouTube, thì các anh chị có thể bấm vào đây hoặc bấm vào đây để chúng ta đăng ký kênh, và chúng ta sẽ bấm vào đây. Thì như vậy là sau khi chúng ta bấm vào đây thì cái nút đỏ này nó đã biến mất và nó hiện thành một cái nút nó màu màu chìm và nó hiển thị là đã đăng ký kênh. Và sau khi đã đăng ký kênh thì các anh chị nhìn thấy ở bên cạnh này nó có một cái hình, có một cái chuông đó, thì là ở đây nó có gọi là gì, nó có nhận thông báo, tức là cái này là mình tắt chuông, mình không nhận thông báo. Thì các anh chị bấm vào cái biểu tượng ở trên này, tức là tất cả thông báo, thì cái chuông nó có hai cái tai này, nó có hai tai ở hai bên này, thì hai cái tai này nó nổi lên, tức là tất cả, thì khi mà Hùng Lê up các cái bản tin thì chúng ta sẽ nhận được cái thông báo của YouTube, và YouTube sẽ báo đến các anh chị. Đây là cái hình núm chuông ở đây, chuông ở đây thì nó sẽ có cái hình ở đây. Thì đấy là một cái hướng dẫn mà Hùng Lê thấy rằng cái lượng đăng ký kênh của chúng ta hiện tại đang khoảng tầm 7.700 người đăng ký kênh, mà những cái lượt view video đã đạt khoảng tầm 15.000 hoặc 11.000, hoặc là sơ sơ nó khoảng tầm trung bình khoảng 10.000 đó. Thì anh chị chúng ta đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi các cái bản tin của Hùng Lê. Thì trong cái bản tin video số 99 thì Hùng Lê đã phân tích và định lượng thị trường chứng khoán Việt Nam, và Hùng Lê đã đưa ra những cái con số, những cái cột mốc mà có lẽ rằng là rất nhiều những cái chuyên gia hoặc là rất nhiều nhà đầu tư hoài nghi khi mà xem cái video số 99 của Hùng Lê. Và cái sự hoài nghi đó thì trong tuần vừa rồi đã có câu trả lời bằng những cái kết quả, bằng những cái chỉ số và bằng những cái target mà tất cả các cái mã chứng khoán của chúng ta đạt được đó. Thì tất cả những cái câu chuyện đó thì tí nữa chúng ta sẽ đi chi tiết. Thì bản thân trong cái video số 99 thì cũng đã có những cái phân tích dự báo về việc là VN Index của chúng ta sẽ kéo lên từ đây. Đây chính là cái bản tin kết tuần, thì cũng có dự báo là VN Index của chúng ta sẽ kéo khoảng từ vùng 750 và vượt lên đến vùng 780. Đó là cái kịch bản ở trên tuần đối với VN Index. Và đối với hợp đồng phái sinh VN30 F1M thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích, đó là đầu phiên đầu tuần thì có thể là chỉ số này sẽ trả cung, và sau đó thì cái trend chủ đạo của hợp đồng phái sinh của chúng ta đó là trend long, đang là trend long. Và các anh chị cũng có thể thấy rằng là ngày mùng 10 tháng 4, tức là kết thúc phiên thứ sáu tuần trước, thì hợp đồng phái sinh đóng cửa khoảng vùng 680 điểm. Và Hùng Lê đã dự báo rằng trong tuần vừa qua thì phái sinh của chúng ta sẽ long đến chạm vùng 715 điểm, và kết quả thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà phái sinh đã vượt ngoài kỳ vọng, đó là phiên ngày thứ năm, phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì chỉ số này đã chạm vùng cao nhất ở mức 728 điểm, tức là cao hơn mức Hùng Lê dự báo khoảng 13 điểm, khoảng 13 điểm. Còn đối với chỉ số VN30 thì Hùng Lê thấy rằng là chúng ta đã có những cái dự báo về việc là chỉ số này sẽ có những cái điểm test lại ở cái vùng khoảng vùng 680 điểm, và sau đó thì đánh chạm vùng 730 điểm, tức là từ vùng 680 điểm kéo lên vùng 730 điểm, tức là VN30 tăng 50 điểm, đúng không ạ? Từ 680 lên 730, đúng rồi.
Tức là trong một tuần Hùng Lê đã dự báo VN30 tăng 50 điểm, và một cái con số 50 điểm thì đã khiến cho rất nhiều những anh chị em sau khi xem xong thì có phản hồi với Hùng Lê, có bảo rằng Hùng Lê ơi, rất nhiều các cái chuyên gia, rất nhiều các ý kiến cho rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sập và sẽ đổ ở khoảng vùng 750. Tại sao Hùng Lê lại phân tích như vậy? Thì trên Room thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích chứng minh cho các anh chị thấy là những cái phân tích định lượng của Hùng Lê nó mang một cái góc nhìn nó khác, và Hùng Lê không có theo tin đồn, và Hùng Lê chỉ phân tích trên cái cơ sở cái nội lực của thị trường và trên những cái yếu tố về cơ bản của cổ phiếu của các cái nhóm ngành đó. Và trên team Zalo thì Hùng Lê có một team hỗ trợ chuyên sâu dành cho tất cả anh chị em là đã có những cái tài khoản mở tại team, và Hùng Lê hỗ trợ ở đây. Thì hàng tuần thì Hùng Lê có những cái bản tin, và cái bản tin vào ngày 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 thứ bảy đó, để phân tích và list lại toàn bộ những cái kịch bản của tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 đó. Thì trong cái này thì Hùng Lê cũng đã có những cái gọi là cái tuốt lại để cho anh chị em của chúng ta thấy được rằng cái nội lực của thị trường chứng khoán tuần 13 đến tuần 17 thì tất cả những cái định lượng của Hùng Lê là có thể kéo thêm một nhịp nữa để chạm về vùng 780, và hiện tại đó Hùng Lê cũng đã nói rồi, và một số các cái mã cổ phiếu mà được Hùng Lê phân tích và dự báo về 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 xu thế của tuần đó là các cái nhóm về mã cổ phiếu VIX, VRE, một số các trụ và các cái banh, đúng không? Thì là như vậy là Hùng Lê đã có những cái dự báo sớm. Và đến ngày 13 tháng 4, đến ngày 13 tháng 4 và trong 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 tuần ấy, thì nó có rất nhiều các cái thông tin, Hùng Lê chỉ list lại thôi để chúng ta có sâu chuỗi lại được một cái kịch bản của tuần, để sau đó thì Hùng Lê sẽ nói đến Hùng Lê sẽ nói đến cái kịch bản đến đến cái những cái kịch bản của Hùng Lê đã điều chỉnh ở trong tuần vừa qua. Thì đến ngày 13 tháng 4 lúc đó là khoảng tầm độ đây là không biết mấy giờ thì Hùng Lê cũng không rõ lắm, 11 giờ. Thì Hùng Lê đã có những cái phân tích về việc là một số các cái mã trụ có thể đạt target, và những cái phân tích của Hùng Lê thì anh chị của chúng ta sẽ chủ động chốt. Và tại cái thời điểm đó thì Hùng Lê đã đo là VN Index đã đạt 774 điểm trên 780 điểm, tức là nó còn khoảng tầm độ 16 điểm nữa, và cái tọa độ dự kiến mà Hùng Lê phân tích của thị trường là hoàn toàn đạt được. Và tại cái thời điểm ngày 13 tháng 4 thì Hùng Lê đã thậm chí là có thể tính toán đến cái mốc 800 điểm. Tuy nhiên để có được cái mốc 800 điểm này thì Hùng Lê phải cần mốc 780 điểm, và tại cái mốc 780 điểm thì Hùng Lê sẽ phân tích tâm lý hành vi của đội nhóm đổi lại cung cầu của các nhóm ngành này, và lâu thì sau đó thì Hùng Lê sẽ có những cái định lượng tiếp theo. Và đến ngày tối ngày 13 tháng 4, tức là sau khi mà kết phiên ngày 13 tháng 4 thì Hùng Lê tiếp tục có những cái định lượng về thị trường, đó là tại vì sao mà Hùng Lê phải ra cái định lượng này, bởi vì trong cái ngày hôm ngày 13 tháng 4 thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là VN Index đã có những cái phiên rung lắc rất là mạnh, và rất nhiều nhà đầu tư là bắt đầu bảo là thị trường sập, thị trường chỉnh và tất cả mọi thứ là xấu. Và chính vì vậy nên là Hùng Lê mới phải chấn chỉnh lại cái điểm này, và Hùng Lê có nói rằng là gần như là đại bộ phận nhà đầu tư là không mổ xẻ được các yếu tố thị trường, các yếu tố tạo lập cung cầu, cách đi lệnh rồi vân vân và vân vân, và chúng ta chỉ có nghe và nghe, tức là nghe thằng hàng xóm nó bảo là ô mày ơi thị trường sập rồi, bán thôi, tức chúng ta không có định lượng, chúng ta không có những cái nền tảng kiến thức. Và Hùng Lê có nói rằng là một cái câu nói kinh điển của nhà đầu tư kinh điển trên cái thị trường chứng khoán đó là gì? Nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta thì đi phân tích kỹ thuật, và đội nhóm đội lái thì đi phân tích tâm lý nhà đầu tư đó. Chính vì vậy nên là Hùng Lê cũng bắt nhịp khá là tốt, và Hùng Lê đi sâu vào việc mà chúng ta phân tích cái tâm lý hành vi của đội nhóm đội lái để chúng ta có được những cái phân tích tốt nhất, chứ chúng ta không thể nghe suông xuồng xã như vậy. Và tại thời điểm đó thì Hùng Lê vẫn khẳng định những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích ở trên Room đó là gì ạ? Phái sinh sẽ kéo 715, VN sẽ kéo 730 và VN30 sẽ kéo chạm 735 điểm. Mặc dù là rất nhiều những cái ý kiến cho rằng là thị trường sắp sập sắp đổ, nhưng Hùng Lê bảo không, chúng ta bảo
bảo toàn cái việc đó. Đó, chúng ta bảo toàn cái việc đó. Và đến đến ngày 10 14 tháng 4, ngày 14 tháng 4. Đến ngày 14 tháng 4 tức là ngày chuẩn bị, là ngày thứ tư. Ngày thứ tư đúng không ạ? Ngày thứ tư là ngày 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 để cho ngày thứ à ngày thứ tư. Ngày thứ tư chưa? Ngày ngày thứ tư thì ông Lê vẫn 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 bảo lưu cái quan điểm về về thị trường. Và cái phiên mà đáo hạn Hùng có nói đây, cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì ông Lê sẽ chờ chờ nốt phiên ngày mai, tức là phải hết phiên từ ngày thứ tư thì ông Lê sẽ có tiếp những cái định lượng tiếp theo về về thị về về cái phiên kịch bản của phiên phái sinh. Và đến buổi tối ngày thứ thứ tư thì Hùng Lê tiếp tục định lượng về phái sinh và cái kịch bản đây. Về cái kịch bản đáo hạn về hợp đồng phái sinh thì Hùng Lê xét trên những cái yếu tố nội tại của thị trường, VN hoàn toàn cán mốc 780 điểm trong phiên ngày mai, tức là trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, và mốc 800 điểm chính thức được Hùng Lê điều chỉnh trong kịch bản phân tích định lượng thị trường. Tức là buổi tối ngày thứ tư thì Hùng Lê đã đưa VN Index của chúng ta không phải ở vùng 780 điểm nữa, mà đưa VN Index của chúng ta về vùng 800 điểm. Còn đối với kịch bản phái sinh, ngày mai lực cầu vẫn tiếp tục long và hôm nay đã hoàn thành cái chỉ số 715 điểm trong cái cột mốc mà chúng ta phân tích, và ngày mai thì phái sinh tiếp tục long. Và chúng ta thấy rằng là trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, rất nhiều những anh chị em là đánh sọc trong cái phiên đây. Chính là cái phiên ngày thứ năm, ngày 14 tháng 6 là đánh sọc xuống vì nghĩ rằng là đến đoạn này nó sẽ đổ nhưng nó không đổ. Và vì sao nó không đổ thì đấy là những cái câu chuyện riêng của Hùng Lê. Hùng Lê có thể nhìn được những cái yếu tố trong thị trường như vậy. Và một cái câu động viên là tự tin lên các chiến binh. Một câu nói rất vui là nghe Hùng Lê chết liền. Đó thì đấy là toàn bộ các cái kịch bản mà ông Lê đã phân tích và định lượng trong tuần vừa qua. Và các anh chị biết là trong một tuần thì trên team của Hùng Lê liên tục phân tích những mã cổ phiếu định lượng cho nhà đầu tư, để chúng ta luôn luôn chủ động trong những cái kịch bản về cổ phiếu, trong những cái kịch bản về thị trường. Thì đấy là những giá trị Hùng Lê mang lại cho tất cả những anh chị em đã đang về với team của Hùng Lê để tham gia đầu tư và cùng đồng hành với Hùng Lê trên cái chặng đường đầu tư. Như vậy là trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có một cái kịch bản phân tích gọi là trọn vẹn về thị trường, trọn vẹn về cổ phiếu và trọn vẹn về tất cả mọi cái yếu tố mà chúng ta đã đưa ra, thì gần như đã đạt chỉ số và thậm chí là có những cái chỉ số đã đạt kỳ vọng. Xét về những cái yếu tố vĩ mô, chúng ta thấy rằng là chỉ số Dow Jones 30 thì hiện tại là Hùng Lê đang dự báo là nó sẽ có những cái điểm công lại về khoảng vùng 25.000 điểm. Chỉ số Dow Jones Future thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, ở 25.000 điểm, và các cái chỉ số này thì hiện tại đang khá là ok. Chỉ số Hang Seng thì cũng đang trên đà phục hồi và ở dự kiến là sẽ đạt được ở cột mốc khoảng 26 nghìn trước khi mà có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Chỉ số Nikkei cũng như vậy, tức là chúng ta thấy rằng là những cái điểm mà mặc dù là Hùng Lê không có có phân tích được cái nội tại của những cái chỉ số này, nhưng Hùng Lê chỉ nhìn thuần trên những cái góc độ quy luật vận động của chỉ số thì Hùng cũng đã có những cái dự báo khá là chuẩn xác về đường đi của Nikkei 225, và dự kiến thì chỉ số này sẽ tiếp tục lên vùng 21.000 điểm. Chỉ số Shanghai thì cũng như vậy, với sau khi mà Shanghai đã tạo thành một cái vùng ở 2007 đây thì nó đang có một tuần tích lũy và dự báo là với cái xu hướng tích lũy này thì chỉ số này vẫn tiếp tục đi lên. Như vậy là tuần tới sẽ là một cái tuần mà chúng ta cũng có được những cái gọi là về mặt tích cực về chỉ số vĩ mô của thế giới. Cùng với đó thì tình hình bệnh dịch của Việt Nam thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong 2 ngày gần đây, Hùng Lê nhớ không rõ lắm, 2 ngày gần đây thì chúng ta không ghi nhận thêm một cái ca nhiễm nào mới hay sao, và cái số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh thì đang tăng từng ngày, và những cái chính sách kiểm soát về bệnh dịch của chúng ta thì đang rất là tốt, và chúng ta thấy rằng là chính phủ cũng đã thực hiện rất nhiều các cái biện pháp cực kỳ là tích cực, cực kỳ là quyết liệt để coi như là vực dậy cái nền kinh tế, các cái gói hỗ trợ kích cầu, các cái gói hỗ trợ cho chính sách về an sinh xã hội, vân vân và vân vân. Thì đấy là những cái biện pháp mà ông Lê đánh giá rất là cao.
về chính sách vĩ mô của chính phủ. Đấy thì đấy là những yếu tố mà ông nên đánh giá rằng nó rất là tốt, và nó sẽ giúp cho thị trường chứng khoán của chúng ta có những cái bước tăng tích cực hơn, thăng hoa hơn. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào để phân tích và đánh giá một số các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành. Đối với mã cổ phiếu VIX thì Hùng Lê cũng đã có phân tích rồi. Ở đó, những cái đường đi của VIX thì hiện tại cũng đang khá là chuẩn xác. Sau khi mà VIX chạm vùng 100, đây là cái vùng kháng cự mạnh, thì Hùng Lê đã có những dự báo về VIX có thể test lại ở khoảng vùng 90 đến vùng 92. Cây nến ngày hôm nay thì trong phiên thì đã test lại về đến vùng 90 và sau đó thì rút chân lên ở khoảng vùng giá 96. Về cơ bản thì VIX vẫn có cơ hội, tức là phải đánh vượt thoát được vùng 100. Khi mà VIX đánh vượt thoát vùng 100 có những cái tín hiệu xác nhận thì cái đích đến của VIX có thể sẽ đánh về vùng 110, và khả năng thì về đến đây thì cũng là hết hết sóng của VIX. Khi hết sóng thì tí nữa thì cũng sẽ phân tích cái tọa độ của VN Index và VN 30 và VN 30 F1M, thì khả năng là cái nhịp này thì nhịp gọi là cái nhịp cuối cùng của VIX ở trong cái giai đoạn hiện tại. Vinhome thì nó đang đang vận động, nó cũng rất là đúng với những cái kỹ thuật Mùng Lê phân tích, từ vùng giá 55 và hiện tại là chạm vùng 70. Cái target 70 thì đã hoàn thành rồi, và từ cái target này thì VIX sẽ Vinhome sẽ có những cái nhịp đánh trả lại, thì Hùng Lê kỳ vọng là trả lại đẹp nhất ở khoảng vùng 65.5 đến vùng 67, không gãy thì Vinhome sẽ công lại vùng 70. Vượt vùng 70 thì chúng ta sẽ có một cái nhịp đánh cuối cùng của Vinhome trong nhịp này, đó là khoảng về khoảng vùng 80, trước khi mà thị trường chung đổ sụp sụp đổ, gọi là sụp đổ hoàn toàn. Đối với VRE, VRE thì là một cái mã cổ phiếu mà team của Hùng Lê hiện tại là bây giờ đang đã một số các anh chị đã chốt lời khoảng 50% ở vùng 26 đến vùng 27, sau khi mà đã có những cái điểm mua rất là đẹp ở đây, đúng không ạ? Bản thân đây là một cái mã cổ phiếu đẹp mà Hùng đã phân tích và khuyến nghị từ rất là sớm, từ những cái thời điểm mà khi VRE đã có những cái vùng tích lũy ở đây từ vùng 18.5 thì Hùng Lê đã phân tích rồi. Vấn đề là các anh chị có chịu khó để nghe Hùng Lê phân tích hay không. Bên này thì Hùng Lê phân tích một con sóng giảm, đúng không ạ? Và bên này thì Hùng Lê phân tích một con sóng tăng. Tăng chúng ta cũng phân tích, giảm chúng ta cũng phân tích, để chúng ta biết giảm về đâu thì chúng ta mua, tăng thì chúng ta sẽ phân tích để biết được là cổ phiếu đi về đâu thì chúng ta bán. Thì hiện tại cái target mà Hùng Lê đang kỳ vọng ở khoảng vùng 28 đến vùng 28 này thì cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test chỉnh. Tuy nhiên trong cái phiên này, trong cái phiên ngày ngày 14 là chính là VRE đã đạt được một cái target ở trên này thì đã có những cái phiên test ở đây rồi. Thì Hùng Lê dự kiến là sang tuần VRE sẽ có khoảng 1 đến 2 phiên ổn định ở quanh vùng 26, xong đó sẽ đánh vùng 28, và chắc chắn nhịp này thì VRE chúng ta hoàn toàn kỳ vọng ở nhịp 3X. Và 50% vị thế đã chốt ở khoảng vùng 27 và khoảng 50% nữa sẽ chốt ở khoảng vùng giá 3X. Thì chúng ta rất là an toàn khi chúng ta có những điểm mua tốt, những điểm mua đẹp, đúng không ạ? Cổ phiếu Sapeco, SAB. SAB cũng đã có một cái nhịp tạo lập rất là tuyệt vời. Khi mà Hùng Lê phân tích một sóng giảm chạm vùng 120, các anh chị xem lại, và sau đó thì target đầu tiên Hùng Lê phân tích ở vùng 150, chỉnh giảm lại về vùng 140, và từ vùng 140 này thì SAB sẽ đánh thẳng tốc về vùng 180. Và hiện tại chúng ta nhìn thấy rằng những cái phân tích của Hùng Lê thì cổ phiếu này cũng đang dần đi về vùng 180, và khả năng thì ở đây cũng là một cái nhịp kéo cuối cùng trước khi mà SAB đổ hoàn toàn. Trước khi mà SAB đổ hoàn toàn thì chúng ta sẽ có một cái vùng ở khoảng vùng 170 đến vùng 180, và target này thì hoàn toàn đạt được. Cơ bản cổ phiếu này thì Hùng Lê không khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. Vinamilk, Vinamilk thì Hùng Lê phân tích từ vùng 85 lên đến 95.5, chỉnh một tí và target 100. Sau khi về đến target 100 thì Vinamilk đang có những tuần gọi là đi ngang tích lũy hẹp. Thì sau những cái vùng tích ngang đi lũy hẹp này thì Vinamilk bắt buộc nó phải phát đi một cái kênh xu thế. Tức là nếu như bứt phá được qua vùng 100, có một cái cây nến xanh ngồi lên, một cái cây nến xanh ngồi lên như này, với lượng vol xác nhận, với lượng vol xác nhận độ khoảng khoảng độ 2 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu, thì chúng ta sẽ có những cái target tiếp theo của Vinamilk, đó là khoảng vùng 105 đến vùng 110. Và tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk đang bám sát ngang ở vùng biên 100 này thì chúng ta cũng phải lưu ý. Trường hợp nếu như Vinamilk bị gãy, bị không vượt được cái vùng này thì Vinamilk sẽ có những cái điểm test tại ở đây.
những cái điểm test cung ở khoảng vùng 96.5, rồi sau đó mới hồi phục lên được. Thì bản thân Vinamilk xét trên cái trend sóng hiện tại thì Hùng Lê đánh giá cũng đang khá là ok, khi mà dòng tiền thì đang đang hướng lên rất là đẹp, và chỉ số MACD thì cũng khá là ổn cho mã cổ phiếu Vinamilk. Và cái nhịp kéo của Vinamilk lên vùng 105 đến vùng 110 cũng là một cái nhịp kéo cuối cùng của Vinamilk ở trong cái nhịp đánh này. Chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu hàng không VDC và HVN. Bản thân VDC đó, nó bên này Hùng phân tích một cái sóng giảm, anh chị có thể nhìn thấy ở bên này, và các anh chị có thể xem lại lịch sử video của Hùng ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và về đến nền 95 đến nền 100 thì Hùng Lê bắt đầu có những cái phân tích định lượng về sóng lên. Sóng lên đầu tiên của VDC là chạm vùng 110, chỉnh giảm một tí và tiếp tục công lại vùng 110, công thủng vùng 110, thì chúng ta có một cái target tiếp theo của VDC ở vùng 120. Thì trong cái bản tin tuần trước thì chúng ta đang phân tích về vùng 120, và về 120 thì tại cái vùng này thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Vượt được vùng 120 thì chúng ta sẽ hoàn toàn kỳ vọng ở trong nhịp này VDC sẽ đánh về vùng 130. Vào vùng 130 thì Hùng Lê dự báo cũng là một cái vùng target cuối cùng của cổ phiếu VDC trước khi mà thị trường chung của chúng ta gặp những cái khó khăn nhất định. HVN, bản thân HVN đó, các anh chị nhìn thấy những cái kịch bản của HVN thì tuần trước thì Hùng Lê đã giải thích cho các anh chị là vì sao HVN lại có một cái lực cầu khá là tốt ở thời điểm hiện tại, thì Hùng Lê đã giải thích rồi. Và lực cầu tốt này thì sẽ kéo, Hùng đã phân tích rồi, tức là lực cầu tốt này thì kéo HVN chạm vùng 20 25. Sau khi chạm vùng 25 này thì HVN sẽ có những cái nhịp test chỉnh lại cung cầu đâu đó khoảng vùng 22.5 đến vùng 23, thì các anh chị nhìn thấy là trong tuần đã kéo chạm phiên này là gần chạm vùng 25 đúng không ạ? Chạm vùng 25 và sau đó thì kéo nhún xuống và test cung rất là đẹp, và phiên tiếp theo là phiên ngày 15 tháng 4 thì tiếp tục test cung ở vùng 22.5, và sau đó thì test cung thành công thì Hùng Lê đã đưa một cái mục tiêu của HVN lên target ở vùng 28. Thì cái kịch bản này là kịch bản mà Hùng Lê đã đưa ra trong bản tin video số 99, các anh chị xem lại chứ không phải là bây giờ Hùng mới đưa ra, và mục tiêu của chúng ta thì đang dần hiện thực, và trong 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 cái đường đi của HVN thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng không những là target ở vùng 28 mà thậm chí có thể lên đến vùng 3x. Thì đầu tiên là phải hoàn thành cái mục tiêu là 28 đến vùng 28.5 đã, và sau khi hoàn thành mục tiêu này xong thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái bẻ kịch bản. Thì bẻ kịch bản Hùng Lê sẽ bẻ trên này đó, ví dụ như các anh chị có thể nhìn thấy là FPT đó, các anh chị nhìn thấy là FPT này, cách đây 2 ngày có nhắc đến FPT 3 ngày này đó đó, và đấy tất cả những cái dòng thời gian thì Hùng Lê liên tục cập nhật. Mặc dù là FPT thì Hùng Lê chỉ phân tích một lần ở trên bản tin tuần, nhưng hàng ngày nó phát sinh những cái tình tiết mới, nó phát sinh những cái dấu hiệu mới, thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng rất là kịp thời cho các anh chị. Đó là những cái giá trị mà khi các anh chị về cùng với team của Hùng Lê. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu BVH. Bản thân Bảo Việt thì là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê đánh giá rằng trong cái thời điểm hiện tại đây cũng là một trụ khá là ok, và Hùng Lê đã phân tích từ vùng 35, target 50 thì hoàn thành rồi, và bây giờ thì Hùng Lê đang chờ những cái nhịp test kỹ thuật, những cái nhịp test kỹ thuật không gãy vùng 45. Và chúng ta thấy rằng những cái nhịp test kỹ thuật đây nó không gãy vùng 45 thì bây giờ là nó sẽ phải vượt cái cản rất là ngắn ở đây là vượt cản vùng 50, và BVH vượt được cái cản vùng 49-50 thì chúng ta có thêm một cái target cuối cùng của BVH ở khoảng vùng giá 55, trước khi mà dự báo là trước khi mà BVH sẽ đổ đèo ở cái thời điểm này. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Mansan. Bản thân cổ phiếu Mansan thì vùng 48.5 và vùng mục tiêu thì chúng ta cũng đã có những cái vùng mục tiêu ở vùng 58. Sau khi vượt thoát được cái vùng này thì Mansan hiện tại là đang đi ngang tích lũy với cái lực cầu vôn khá là cạn. Thì mục tiêu là gì? Tức là dự kiến thì Hùng Lê dự báo là những cái điểm mà Mansan có thể chỉnh lại, những cái điểm mà Mansan có thể chỉnh lại ở đây thì Mansan sẽ chỉnh lại ở sâu nhất ở khoảng vùng 58. Sâu nhất sẽ ở vùng 58 và Mansan sẽ có những cái phiên mà Mansan đi ngang ở vùng này để thứ nhất là hấp thụ
hấp thụ toàn bộ cái lượng mà cầu đã mua được ở vùng này, tức là một số các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua được ở vùng này thì sẽ lên đây và sẽ chốt chốt lãi ở đây, và sau khi chốt lãi xong thì ông Lê sẽ chờ cái dòng tiền tạo lập để ông Lê sẽ có những cái khuyến nghị ở trên room, để khi mà xuất hiện những cái dòng tiền tốt thì ông Lê sẽ báo để các anh chị chúng ta, nếu chúng ta đang có mua được ở vùng 58 thì chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng để chờ đợi cái vùng 65 và thậm chí là đến vùng 70. Hiện tại thì trụ Mansan vẫn chưa có gì thay đổi so với những định lượng của Hùng Lê ở trong bản tin tuần trước. Nhắc đến họ Mansan thì Hùng phân tích luôn cả cái mã cổ phiếu MCH. MCH nó cũng thuộc họ Mansan, thì bản thân cổ phiếu MCH thì nó hơi thanh khoản, nó hơi thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng có mua thì chúng ta cũng mua văn hóa văn nghệ đó. Thì trong cái kịch bản tuần trước thì Hùng Lê dự báo rằng là MCH sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 62.5. Nhưng trên thực tế là chỉ test được đến đâu đó ở vùng trên này các anh chị này, nó chỉ test đến đây thôi, tức là nó test ở khoảng vùng 63, 64 và sau đó thì lại đang lực cầu lại đang đang vòng lại ở vùng này, và có thể nó sẽ nhùng nhằng ở một hai điểm ở điểm này, và sau đó thì cái xu hướng của MCH ở trong cái thời điểm hiện tại chắc chắn là sẽ đánh lên. MCH chắc chắn sẽ đánh lên ở khoảng vùng giá 85. Một người anh em của MCH nữa là MML, hình như là đây MML cũng hiện tại cũng đang khá là khỏe sau những cái điểm mà Hùng đây biết cái mã này hơi muộn một tí, chứ nếu mà biết sớm sớm một tí thì chắc chắn là trong team của Hùng Lê sẽ ăn rất đậm cái mã này, bởi vì đây là những cái tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tốt để Hùng Lê có thể khuyến nghị cho các anh chị của chúng ta có thể vào hàng và có thể mua ngay ở khoảng vùng 44. Đấy là một cái vùng giá rất là đẹp của MML để chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái điểm đánh của MML. Còn bây giờ thì nó hơi 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 cao rồi, thì mình chỉ view lại thôi, hơi tiếc cái mã này. MWG có đúng xu thế của chúng ta phân tích không ạ? Chắc chắn là đúng, khả năng là đúng đó. MWG bên này sau khi mất mốc 105 thì ông Lê đã cảnh báo cho các anh chị rằng cổ phiếu này sẽ rơi, và những cái điểm dò tìm mục tiêu rơi ở khoảng vùng 55 đến vùng 56 khá là ok. Và từ vùng này thì Hùng Lê bắt đầu phân tích một sóng lên đầu tiên chạm vùng 70, tiếp tục một sóng lên thứ hai chạm vùng 76 và tiếp tục một sóng lên thứ ba từ vùng 76 này sẽ đánh chạm vùng 9 90 à 80, 80 thì hôm nay vượt rồi, và chính thức là với những cái động lượng hiện tại của MWG chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng target tiếp theo ở vùng giá 90 và mạnh hơn sẽ là vùng 100, nhưng đầu tiên thì chúng ta sẽ chờ đợi ở một cái vùng 90 trước, và sau khi mà hoàn thành cái mục vùng 90 này thì Hùng Lê sẽ có những cái điểm mà chúng ta sẽ phân tích về lực cung cầu đây để chúng ta dự đoán những cái xu hướng tiếp theo. Những anh chị nào mà chúng ta đã có vị thế hoặc đang nắm giữ MWG thì chúng ta sẽ canh ở cái vùng này để chúng ta chốt lãi. PNG là một mã cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê cũng các anh chị của chúng ta cũng đang nắm tương đối. Bởi vì Hùng Lê đã có những cái phân tích từ PNG từ vùng 45 sau đó là đến 50 đúng không ạ? Các anh chị đến vùng 55, 55 xong thì Hùng phân tích ở vùng 60. Và hiện tại thì PNG đang đang neo đậu ở cái vùng lưng chừng từ vùng 55 đến vùng 60. Thì Hùng Lê đã dự báo rằng trong trường hợp nếu PNG chỉnh mà không gãy được cái vùng ở đây, tức là không gãy được vùng 55, 56 thì PNG sẽ tiếp tục công lại vùng 60 và sẽ vượt vùng 60 để đi về target vùng 65, mạnh hơn sẽ là vùng 75, nhưng mà trước mắt thì Hùng Lê cứ kỳ vọng ở cái vùng 65 đã. Ở vùng 65 này thì có thể khi PNG về đến đây thì sẽ có những cái nhịp test kỹ thuật trước khi mà cổ phiếu này có thể đi được đến cái vùng 70 hoặc 75 hay không thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật. Mã cổ phiếu Bình Minh BMP. Đó, BMP thì cũng cũng là rất là đúng với những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích dự báo ở đây, từ cái vùng ở đây là vùng 34 và cái target đầu tiên mà Hùng Lê có phân tích đó là vùng kháng cự 42. Các anh chị xem lại, ở vùng 42 thì Hùng Lê đã phân tích một cái nhịp đi lên đến vùng 42, và từ vùng 42 này thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test chỉnh lại, thực tế là dự báo là test chỉnh lại ở khoảng vùng đây, khoảng vùng 38, 38.6, 38, 39, nhưng trên thực tế là nó chỉ vòng vòng ở quanh vùng 40 ở đây thôi. Đấy, cái cây này là đến vùng 42 thì tại đây là Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể canh chốt ở vùng này. Và sau đó thì có những cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật giảm không gãy được ở cái vùng 38 39 này thì Bình Minh tiếp tục đánh một cái nhịp cuối. Sẽ chạm lại vùng
44 đến vùng 45 đến vùng 46, và trong phiên ngày hôm nay thì Bình Minh đã chạm đúng cái vùng 45. Và chạm đến đây thì cái kịch bản là tạo lập sẽ có thể, với cái lực đánh hiện tại như Bình Minh thì có thể kéo tiếp một nhịp nữa, tức là sẽ kéo chạm khoảng vùng 48, và từ vùng 48 này sẽ chỉnh kỹ thuật về lại đâu đó khoảng vùng 44, và từ vùng 44 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái động thái của Bình Minh để chúng ta xem rằng là từ vùng này thì Bình Minh có thể thoát kênh để đi về vùng 552 đến vùng 54 hay không. Thì cái đoạn sau này thì Hùng Lê sẽ phải chờ ở những cái tín hiệu kéo lên vùng 48 hoặc là break kênh ở chỗ này, vùng 45 46 ở đây, và những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 44 ở đây, thì Hùng Lê sẽ có, để khi đó thì Hùng Lê mới có được những cái dữ liệu kỹ thuật cần thiết để chúng ta có những cái định lượng tiếp theo. Và về bản thân Bình Minh, như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành những cái target 42 và sau đó là target 45 46. Z là một cái mã cổ phiếu mà sau một cái nhịp tăng thì Hùng Lê đã có phân tích định lượng Z ở trong một cái biên ở khoảng vùng 29 đến vùng 30 và trung bình ở khoảng vùng 29.5. Sau khi mà Z kéo vùng 31 thì Hùng Lê đã có những cái dự báo ở trong tuần trước, đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại. Z sẽ có những cái điểm mà chỉnh lại cung ở khoảng vùng giá 29.5, và mạnh hơn thì có thể đâu đó là biên 30. Trên thực tế là Z chỉ chỉnh về biên 30 thôi, không gãy, và đây là những cái lực, và sau đó lực cầu xuất hiện trở lại thì đây là những cái lực cầu khá là tốt, sẽ kéo Z trong nhịp này sẽ chạm lại vùng 33 đến vùng 34. Các anh chị mà đang có Z thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt ở trong cái nhịp này. Nhắc đến cổ phiếu FPT, cổ phiếu về một cái mã cổ phiếu về gọi là ngành ngành công nghệ. Thì ở bên này con dốc thì Hùng Lê đã phân tích một cái sóng chỉnh giảm đâu đó FPT chỉnh về khoảng vùng 40. Do tìm một cái vùng giá ở vùng 40, và từ vùng 40 này thì Hùng Lê đã phân tích một cái sóng lên rất là đẹp của FPT ở đây. Lần lượt các cái target của FPT đều đã hoàn thành ở vùng 46, 45, 46, sau đó chỉnh giảm lại và đánh lên vùng 48. Đó, 48 đánh thủng thì chúng ta có một cái target cuối cùng của FPT ở vùng 52. Và chúng ta thấy rằng là trên con đường đi của FPT thì FPT đang dần về ở vùng giá mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 52, thậm chí là có thể lên đến vùng 54, nhưng mà theo quan điểm của ông Lê thì đến cái vùng này là cái vùng kháng cự mạnh của FPT thì chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt, bởi vì đến cái đoạn này thì cái lực chốt sẽ bắt đầu xuất hiện. Và chúng ta lưu ý đối với những cái tài khoản mà đang cầm FPT thì chúng ta cũng sẽ canh chốt ở vùng này. Bản thân FPT thì trong tuần vừa rồi, 2 ngày trước thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích 3 ngày về trước. Ai ai có FPT thì vùng nhún 47.5 đến vùng 48 hôm nay. À đây chưa đây 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 là khuyến nghị mua nhé. Đấy các anh chị nhé, FPT là một cổ phiếu cơ bản khỏe này, đã test lại vùng 46. Trong khi Hùng Lê kỳ vọng vùng 45 46 sẽ là vùng cân hàng trở lại, tức là sau khi mà có một cái nhịp kéo, sau khi một nhịp kéo lên thì Hùng Lê kỳ vọng lại cái vùng 45 46 này sẽ là vùng cân hàng trở lại. Và phiên hôm nay cân theo lái được, tức là Hùng Lê đã nhận thấy có những cái dấu hiệu của lái cân, và chúng ta sẽ đặt chờ giá của FPT ở vùng 47.5 đến vùng 48. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Hùng Lê ra cái tin nhắn này thì lúc đó là FPT đang ở khoảng vùng 48.5. Thì Hùng Lê có nói rằng là FPT có một cái đặc tính là cái lệnh mua rất là mỏng, nên là trong phiên thì cung cầu thường thay đổi rất là nhanh, và đặt cái vùng 47.5 đến vùng 48 thì khả năng khớp rất là cao, và không nên đua đua lệnh tại thời điểm này. Và trong phiên thì đã sau khi Hùng Lê phân tích xong thì FPT đã nhún về qua vùng 48 và xuống đâu đó khoảng vùng 47.8, 47.9 gì đó, ông Lê không nhớ đó. Thì đấy là cái đặc điểm đó. Thì chúng ta có những cái tin nhắn rất là cụ thể, rất là chi tiết như thế này về các cái mã ngành. Một mã cổ phiếu về ngành công nghệ nữa là DGWK thì Hùng sẽ phân tích luôn. DGWK cũng là một cái mã cổ phiếu rất là tốt, khá là ok. Đó, anh chị nhìn thấy là khi ông Lê phân tích một cái nhịp lên sẽ chạm lại đâu đó khoảng vùng giá 22 đến vùng 23, sẽ có những nhịp trả cung. Hùng Lê dự báo là trả cung sâu nhất ở khoảng vùng 21, nhưng trên thực tế là chỉ trả cung ở vùng 21.45, tức là cách cái vùng Hùng dự báo khoảng 0.5 nữa thì đến cái vùng, và cái vùng này nó không gãy thì DGWK của chúng ta tiếp tục có một cái target tiếp theo, đó là khoảng vùng 26.
Thì trên cái kịch bản hiện tại thì Hùng Lê nhìn thấy rằng là cái lượng cái hướng mà chúng ta phân tích thì hoàn toàn đứng đắn, và phiên kết tuần ở phiên ngày hôm nay thì lực cầu đã tiếp tục quay trở lại và đưa FPT về lại cái vùng 24. Cái vùng 24 là cái vùng đệm rất là quan trọng, và trong nhịp này nếu như sang phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, DGVK tiếp tục có những cây nến xanh, tiếp tục có những cây nến xanh ngồi lên, vượt thoát được vùng 24, thì trong cái nhịp đánh này thì DGVK không những là chạm vùng 26 mà Hùng Lê có thể kỳ vọng lên một cái target cao hơn, đó là vùng 28, tức là chạm cái đỉnh cao nhất của DGVK mà trước khi mà cổ phiếu này chỉnh giảm. Tuy nhiên thì Hùng Lê cứ kỳ vọng ở 26, và ở 26 thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị chúng ta sẽ ra dần hàng, bởi vì đây cũng là cái vùng mà chúng ta đã có lãi, và chúng ta nên là có một câu đấy là biết đủ là đủ, và chúng ta cũng không biết đâu là đỉnh và đâu là đáy của thị trường cả, nên là chúng ta cứ an toàn là trên hết. Đối với cổ phiếu Novaland thì nó cũng không có gì thay đổi đó. Hùng Lê dự báo là kéo kéo lên đây, gặp cái vùng 53 thì đạp xuống một ít ở đây khoảng vùng 51 gì đó, sau đó lại kéo lên. Novaland thì một cái kiểu cổ phiếu bo cung, nhưng mà cơ bản nhịp này chắc là kéo vùng 56, cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng không khuyến nghị đầu tư, mà ai thích thì nhặt một ít cho nó vui. Và tâm điểm của thị trường thì Hùng Lê sẽ tập trung để nói đến nhóm ngành dầu khí. Đầu tiên sẽ là gas. Bản thân khi thị trường đang ở quý 1 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về dự báo về cái tọa độ quý 2 sẽ là quý mà nhóm ngành dầu khí sẽ có những cái dấu hiệu khởi sắc, và sẽ là cái quý mà dự kiến là cái tọa độ chỉnh của nhóm ngành dầu khí sẽ kết thúc. Và chúng ta thấy rằng là gas đã kết thúc cái điểm chỉnh của quý 2, hết quý 1 và bắt đầu vào quý 2 thì gas đã có một cái lực phục hồi rất là đẹp. Và từ cái lực phục hồi này chính là cái target đầu tiên mà ông Lê phân tích, đó là ở vùng 70. Thì trong tuần thì suýt soát đạt 70 và cũng đang gọi là gặp khó, bản thân gas thì đang gặp khó ở vùng 70. Tuy nhiên với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ông Lê hoàn toàn kỳ vọng gas đánh thủng 70, và khi gas đã đánh thủng được 70 rồi thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái target cao hơn của gas, đó là ở khoảng vùng 80 và mạnh hơn sẽ là vùng 90. Tuy nhiên đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái vùng 80 trước. Hoàn thành 80 rồi thì chúng ta sẽ nói đến vùng 90 sau. PLX, bản thân PLX thì trong team của Lê đang rất nhiều tài khoản nắm PLX, bởi vì và mua thậm chí là PLX còn mua được những cái điểm rất là đẹp ở khoảng vùng 37.5 đến vùng 30 38. Chính là những cái điểm mà Hùng Lê đã phân tích khi PLX kéo một cái nhịp kéo này, tức là nhịp kéo đầu tiên thì PLX sẽ chưa thể chạy được ngay đâu, và nó sẽ có những cái điểm trả cung. Đây chính là những cái điểm trả cung mà Hùng Lê đã 37.5 đã liên tục phân tích và cập nhật cho các anh chị, và từ cái điểm trả cung này không gãy thì PLX sẽ tiếp tục kéo lên vùng 45, và mục tiêu đầu tiên của PLX ở khoảng vùng 45. Ngày hôm nay thì PLX có tăng tăng nhẹ, tuy nhiên là cũng cũng chưa thực sự là thuyết phục, bởi vì ngày hôm nay thì giá dầu nó hơi nó giá dầu thế giới nó giảm, chính vì vậy nên nó cũng có những cái tác động lên nhóm ngành dầu khí. Tuy nhiên dòng tiền tạo lập đã vào và tất cả mọi cái yếu tố kỹ thuật thì nó đã tốt rồi. Như vậy thì cũng cổ phiếu nó cũng cứ theo đà nó túc tắc nó đi thôi. PVF đó, bản thân PVF sau nhịp kéo ở đây thì Hùng Lê đã có những cái điểm phân tích về dự báo rằng cổ phiếu này sẽ test lại ở khoảng biên 11 đến 11.5, và trên thực tế thì trong tuần vừa rồi chỉ test về chạm vùng 11.5 và sau đó thì PVF tiếp tục kéo lên. Và với kịch bản hiện tại của PVF, nếu tuần tới PVF đang gặp khó ở ở cái ngưỡng này, một số các tài khoản trong team của ông Lê thì đã mua vị thế của PVS rồi, và chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu là khi PVS vượt thoát được khoảng vùng 12.5 ở đây thì chúng ta sẽ mở cái điểm mua hết và cái điểm mua cuối cùng, và để chúng ta chào đón cái target của PVS ở trong nhịp này ở khoảng vùng 15, ok. PVD cũng như vậy, PVD thì trong team của ông Lê thì một số các tài khoản cũng đã mở mua sau những cái nhịp test chỉnh của cổ phiếu này ở khoảng vùng 9, không gãy thì là cái xu hướng mà PVD sẽ đánh ngược trở lại và sẽ chạm ở khoảng vùng 11.5 đến vùng 12, thì hoàn toàn khả thi. Và trên thực tế thì bây giờ PVD đang gặp cản khó ở vùng 10, thì chúng ta sẽ chờ khi mà PVD đánh vượt thoát ở vùng 10 thì chúng ta sẽ mở cái điểm mua hết và gần như cũng là cái điểm mua cuối cùng ở trong cái nhịp đánh này của PVD. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu PVT. Thì bản thân PVT thì Hùng Lê cũng đã có dò tìm một cái vùng mục tiêu ở đây, đúng không ạ? Và PVT khi chạm về vùng
9.8 thì sẽ test lại cung ở khoảng vùng 8.7, và từ vùng này thì có lại tích lũy trở lại và lực cầu đánh trở lại, thì đây là một phiên cầu vào. Và phiên ngày hôm nay thì PVT cũng đã vượt thoát được cái vùng 9.8 và đóng cửa vùng 10.3. Và như vậy thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng PVT ở khoảng vùng giá 12. Ở khoảng vùng giá 12. Tiếp tục một cổ phiếu họ P nữa là POVK, thì bản thân trong cái thời điểm hiện tại thì mình nhìn thấy rằng là cổ phiếu POVK đang khá là tốt, khá là ok. Sau một cái nhịp đánh dẫn thứ nhất chạm cái vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 8.5 đến vùng 9, và cổ phiếu này đã có những cái điểm test cung và hiện tại thì đang có những cái điểm men bên trên, tuy nhiên nó chưa thực sự là mạnh, và Hùng Lê sẽ phải chờ thêm những cái tín hiệu, tức là nó có những cái cây nến xanh kéo mạnh lên ở đây, sẽ có những cây nến xanh kéo mạnh lên ở đây, và vôn cái lượng cầu sẽ vào lại khoảng tầm 7 đến 8 triệu cổ phiếu ở đây để kéo kéo POVK vượt thoát thành công cái vùng 9, thì như vậy là cái target tiếp theo sẽ lên ở vùng 10 và mạnh hơn, sẽ có thể là sẽ trong nhịp này sẽ đánh chạm được khoảng vùng 11, thì đấy là hai cái target mà Hùng Lê kỳ vọng của POVK ở trong nhịp đánh này. Tiếp theo là nhóm ngành ngân hàng. Thì đối với nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta thử xem nào. VIB để ông tìm lại cái 8 ngày trước. Đây, thì trong 8 ngày trước thì Hùng Lê đã có những cái những cái định hướng như thế này. Vấn đề tư duy định hướng về dòng tiền là sau khi trụ chốt xong thì tiền sẽ đi đến đâu, và Hùng Lê dự kiến banh sẽ là một cái tiêu điểm tiếp theo, và hai cái mã cổ phiếu là Vietcombank và BIDV sẽ là hai mã đầu tàu, và sau đó thì một các cái banh thuộc nhóm sau thì chúng ta sẽ canh vào dần hàng. Đấy là VIBank ở vùng 18.5 đến vùng 19, và rất nhiều những cái tài khoản của Hùng Lê đã mua VIBank và đã chốt ở khoảng vùng 22.6, 22.5 rất là đẹp. Công Thương ở vùng 19.5, MEB ở vùng 15.5, VIB ở vùng 13.5 đến vùng 14, STB cũng có vùng 8.5 đến vùng 9, và Techcombank vùng 16.5. Thì đây là các cái điểm mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta canh để chúng ta nhặt hàng dần cách đây 8 ngày. Đây 8 ngày đấy các anh chị trên room VPS CSNO01. Đó, thì tất cả những phân tích định lượng của Hùng Lê là nó đều có lịch sử và chúng ta đều có thể truy xuất lại. Nó không không có gì nó phải gọi là lăn tăn cả, bởi vì tính của Hùng Lê có cái gì nói cái đó. Chúng ta có một chúng ta nói một, có hai chúng ta nói hai, và chúng ta không giấu dốt nó. Đặc biệt cái ưu điểm của Hùng Lê là như vậy, nó khác với nhiều bạn là phân tích sai là xóa ngay, nhưng Hùng Lê không có bao giờ làm như vậy. Phân tích sai có đúng, và khi chúng ta có một cái nền tảng kiến thức tốt thì những cái phân tích của chúng ta nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Và các anh chị cũng đã rất nhiều những anh chị là đã theo dõi Hùng Lê khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm, có những anh chị là theo dõi 1 năm mới quyết định chuyển về team của Hùng Lê đó, sau khi đã kiểm định tất cả những cái bản tin, kiểm định tất cả những cái phân tích kỹ thuật của Hùng Lê ở trên kênh đó. Đối với Vietcombank, Hùng Lê đã phân tích một sóng lên từ vùng giá 56 chạm vùng 65, tiếp tục chạm vùng 72. Tiếp tục chạm vùng 72 thì trong tuần thậm chí là tuần trước thì cái mục tiêu về vùng 72 của Vietcombank đã hoàn thành, và trong tuần này thì đang cố vượt cạn cái vùng 72 nhưng mà chưa vượt nổi. Thì với những cái tín hiệu hiện tại của Vietcombank, bởi vì Vietcombank nó có một cái đặc điểm là Vietcombank thì kéo rất là nhanh. Nó kéo rất là nhẹ, các anh chị có thể nhìn thấy đây, nó kéo lên như thế này, không ai nghĩ là Vietcombank có thể đi thoát được như thế này cả, nhưng mà rồi dần dần cứ qua ngày này tháng khác thì Vietcombank cứ lầm lũi đi lên như vậy. Đó, và hiện tại thì Vietcombank cũng đang đi lên, những cái nhịp đi lên của Vietcombank hiện tại đang khá là sốc. Chính vì vậy nó khá là sốc thì nó sẽ chỉnh sốc, tức là cái tọa độ để chúng ta canh để chúng ta ra hàng rất là nhanh. Thì bản thân là Hùng Lê trong cái nhịp chạm 72 này thì Hùng Lê đã có những phân tích dự báo là sẽ có những cái nhịp nhún sâu nhất ở khoảng vùng 68.5, và các anh chị nhìn thấy là trong tuần thì cái phiên ngày 14 tháng 4 là đã nhún sâu nhất là vùng 66.7, vùng 68. Đó, thì đây là những cái vùng mục tiêu mà chúng ta sẽ gom lại cổ phiếu để chúng ta đánh, tức là vùng này không thủng thì sẽ gom lại cổ phiếu Vietcombank để chờ cổ phiếu Vietcombank đánh vượt thoát vùng 72, và khi vượt thoát vùng 72 thì cái target hiện tại mà Hùng Lê đang phân tích ở đây đó là Vietcombank sẽ chạm khoảng vùng 80.
Bit cũng như vậy, Bit lồng lê có phân tích từ vùng 31.2, và cái target đầu tiên để Hùng Lê dự báo Bit sẽ chạm khoảng vùng 38 thì nó đã hoàn thành rồi. Và khi chạm vùng 38 rồi, hoàn thành rồi thì nó sẽ có những cái điểm test lại, và bây giờ Bit đang cố vượt lại vùng 38. Sau khi vượt vùng 38 thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo, đó là ở vùng 40 đến vùng 45 của Bit. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật. Dòng tiền hiện tại đối vào Bit nó đang hơi 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 đuối, và phải vượt được cái vùng 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 38, tức là cái vùng mà Hùng Lê phân tích từ vùng 31.2 lên vùng 38 đã, thì khi đó thì Bit mới tiếp tục có thể chạy được. Và bản thân Bit và Vietcombank sẽ là hai mã cổ phiếu mà sẽ phải làm nhiệm vụ rất là quan trọng, cùng với đó là ACB để lead dòng ngân hàng. Đối với ACB, Hùng Lê có một cái vùng hỗ trợ ở đây vùng 18, và Hùng Lê đã có những cái phân tích rằng là cổ phiếu này sẽ đánh lên tụt xuống ở đây để tích lũy lên, và sau đó sẽ đưa cái mặt bằng giá về khoảng vùng 20.5. Về vùng 20.5, cổ phiếu vượt thoát được vùng 20.5 thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái target tiếp theo ở khoảng vùng 24. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ACB thì giá đạt nhưng dòng tiền chưa đạt, tức là dòng tiền nó đang hơi hơi yếu, 4 triệu 8 cổ phiếu trên một phiên thì nó hơi thấp so với ACB. Thì phiên tuần tới Hùng Lê cũng kỳ vọng là ACB sẽ có những cái điểm mà ngồi, có những cây nến ngồi lên trên vùng giá 21 để giúp cho cổ phiếu này vượt thoát được cái biên tích lũy của nó là 20.5 và hình thành nên mục tiêu ở vùng 24. Trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng nhóm banh sẽ là nhóm mà quay trở lại ổn định thị trường và quay trở lại tốt hơn đó. Chúng ta soi lại nhé, ví dụ như là MBB, Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị nhặt ở vùng 15.5 thì bây giờ nó là bao nhiêu ạ? Đấy, nó đây thì bây giờ kết tuần là 17.7, à xin lỗi cả nhà 17, tức là nó cũng đã tăng được đâu đó 1.500 nhỉ đó. MBB đó, những cái vùng tích lũy của Hùng đây, Hùng đã phân tích một cái nhịp lên, và từ cái vùng 16 này sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 10 15.5, và từ vùng 15.5 này thì sẽ tiếp tục đưa MEB về lại vùng ở đây, đó là vùng kháng cự vùng 16 đến vùng 16.5. Và tín hiệu kỹ thuật hiện tại của MBB 3 phiên kết tuần đang khá là tốt, khi dòng tiền đó sau những cái điểm test lại ở cân ở cung cầu đây khoảng vùng 15.5 đấy các anh chị nhé, vùng 15.5 đó, cân cung cầu những vùng 15.5 rất là tốt, thì xu hướng của MBB đang đấy và đã bắt đầu hồi phục lên, và phiên kết tuần thì MBB đã vượt thoát được cái vùng ở trên này, đó là vùng 16.5. Thì với những cái kịch bản hiện tại thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng đánh MBB trong tuần tới sẽ đánh lên khoảng target tiếp theo của MBB ở khoảng vùng 19 đến vùng 19.5. Cái nhịp này cũng là một cái nhịp gần như cũng là một cái nhịp cuối của MBB trong cái nhóm ngành ngân hàng, cũng như trong tổng thể hệ thống về 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 target tiếp theo. CTG công thương. Thì công thương Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích dự báo về việc là chúng ta có thể gom lại quanh vùng 19 đến vùng 19.5, và chờ khi công thương vượt thoát vùng 20 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Trong phiên ngày hôm nay thì công thương không giữ được cái mức giá cao nhất và kết phiên lại ở vùng lại rơi về vùng 20.1. Thì bản thân là công thương thì chúng ta sẽ chờ thêm phiên ngày thứ hai tuần tới, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để chúng ta xem có một cái cây nến xanh nó lấp lại được toàn bộ cái gap mà công thương tạo ra trong phiên ngày hôm nay hay không. Và khi một cái tín hiệu này xuất hiện thì tín hiệu này được có thì như vậy là chúng ta hoàn toàn kỳ vọng nhịp này công thương sẽ đánh chạm vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Techcombank, hình như Hùng Lê có nói đến Techcombank ở khoảng vùng 16.5. Tuần này thì Techcombank đang ở đâu? Techcombank 17.5, tăng được 1.000. Thì bản thân là Techcombank sau một cái nhịp từ vùng 14 đánh lên ở đây là khoảng vùng 16 đến vùng 17, và Techcombank tiếp tục có những cái nhịp đấy, Hùng Lê đã có những cái nhịp phân tích để test cung ở đây, và hiện tại thì Techcombank đã vượt thoát vùng giá 17 với những cái tín hiệu vượt thoát vùng 17 như thế này, và cầu thì cũng đang chưa được khỏe lắm, chưa được khỏe lắm.
Nhưng với những cái tín hiệu cung cầu như hiện tại như thế này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhịp này Techcombank sẽ đánh tiếp một nhịp nữa đi về khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20. Đây, đi về khoảng cái vùng này nó hợp lý. 19.5. Ok, sẽ vừa thoát được đến đây. Và đây cũng là một cái nhịp gọi là một nhịp kéo cuối của Techcombank. HD Bank. Bản thân HD Bank thì cũng đã kéo được một nhịp và nhịp kéo này thì Hùng Lê dự báo về đâu đó khoảng vùng 20 và khi về đến vùng 20 thì tạo lập thường có sẽ kéo vượt thoát cái vùng này và sau đó sẽ có những cái điểm test chỉnh lại. Hùng Lê dự báo khoảng vùng 19 không gãy. Thì cổ phiếu sẽ tiếp tục công lại ở cái biên trên đó là biên 20, 20.8 ở đây này. Công thành công thì chúng ta sẽ có một cái target ở khoảng vùng 24. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HD Bank thì chúng ta cũng thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay HD Bank đã vượt thoát vùng 20.8 đến vùng 21 và như vậy thì những cái tín hiệu kỹ thuật của chúng ta cũng đã hoàn toàn thỏa mãn các cái điều kiện để chúng ta có thể kỳ vọng ở một cái vùng 24 đối với HD Bank. Ở VBank thì ăn hai cây trần và sau đó thì chốt. VBank vùng khuyến nghị mua ở khoảng vùng 18.5 đến vùng 19. 8 ngày trước các anh chị, tức là khi đó thì đâu đó ngày chủ nhật thì hôm nay có khuyến nghị. Và chính là cái phiên ngày hôm nay 18.5 đến vùng 19 VBank đã có những cái điểm test kỹ thuật rất là đẹp. Rất là đẹp ở đây và các cái tài khoản mà Hùng Lê khuyến nghị chúng ta đã mua và chúng ta ăn được một cây trần, hai cây trần. Đến cây thứ ba thì đến đến cây thứ ba này suýt trần nhưng không trần được và một số tài khoản các anh chị đã ra hàng ở khoảng vùng 22. Tức là đến cái vùng đúng cái vùng vùng phân tích của Hùng Lê đây, vùng 22 chấm vùng 22 đến vùng 22.5. Và sau khi mà chúng ta hoàn thành được cái target này rồi thì cổ phiếu nó sẽ như thế nào các anh chị? Thường nó sẽ chỉnh trang lại. Thì Hùng Lê đang đang đưa ra một cái vùng giá mục tiêu đây để cho các anh chị trong trong team của Hùng Lê gom lại, đó là ở khoảng vùng 20.5 đến vùng 21. Ở vùng 20.5 đến vùng 21 này cổ phiếu về đến đây và có những cái điểm tích lũy chặt ở đây và sau đó thì chúng ta sẽ nhận diện được những cái điểm đó không gãy và lực cầu quay trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục cân hàng để chúng ta chào đón một cái target tiếp theo của VBank, nó ở khoảng vùng 24, mạnh hơn thì ở vùng 25 26 nhưng đầu tiên thì cũng sẽ đánh giá ở vùng 24 trước. Chúng ta cứ bình tĩnh, không đi đâu mà vội. Và đến đây thì cũng sẽ phân tích nốt thêm một số các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng nữa, đó là SHB. Bản thân SHB thì Hùng Lê đã có phân tích kỳ vọng cái target về đến khoảng vùng 15 thì về đến đây thì Hùng Lê đã khuyến nghị các cái tài khoản chốt và hiện tại bây giờ thì cổ phiếu này coi như là kéo không vôn, tức là vẫn tiếp tục kéo. Thì cái tạo lập của thị trường thì các anh chị cũng có thể hiểu là tạo lập thường kéo lên một cái mốc cao hơn và sau đó thì tạo lập phân phối hàng thì trong cái quá trình kéo lên cao này thì tạo lập mua ở bên này và bán ở bên kia. Cùng với đó thì cuốn những cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân vào, cứ cuốn vào như vậy và nó sẽ phân phối dần 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 và đến lúc cái lượng hàng mà người ta phân phối hết xong và người ta sẽ dần dần là cuối cùng là chỉ còn nhỏ lẻ mua của những cái dòng tiền phân phối đó và khi phân phối hết xong thì lúc đó cổ phiếu sẽ bị sập xuống. Thì hiện tại là những yếu tố của SHB thì Hùng Lê khuyến nghị chúng ta không nên tham gia. STB đó, STB trong 8 ngày trước thì Hùng Lê cũng có đánh giá những cái vùng chỉnh lại ở khoảng vùng 8.5 đến vùng 9 đây đó, nói là STB đây vùng chỉnh 8.5 đến vùng 9, đấy là vùng chỉnh kỹ thuật của cổ phiếu này. Thì không gãy và tiếp tục thì Hùng Lê có kỳ vọng đánh chạm mệnh 10. Đánh chạm mệnh 10 thì cổ phiếu này lại nhúi xuống một tí nữa và nhúi xuống nó khoảng vùng 9.5, không gãy vùng 9.5 cầu quay trở lại khoảng tầm độ trên 10 triệu cổ phiếu và đánh kéo vượt thoát mệnh thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nhịp target tiếp theo của STB ở khoảng vùng 10. Liên Phong Bank thì là một cái mã mà Hùng Lê có đề cập đến ở khoảng vùng 6.5 đến vùng 5.5 đến vùng 6 và cái mục tiêu đầu tiên đâu đó hình như trên trên Zoom thì Hùng không không nhớ lắm bởi vì là nhiều cổ phiếu quá. Cách đây 6 ngày Hùng Lê đã phân tích khuyến nghị gom 30%
Ai nhớ tin nhắn này, Liên Phong Bank. Đó, tức là ở khoảng vùng 6.5, à vùng 6 thì khuyến nghị mua, mua gom. Đó thì Hùng đánh giá rằng vùng 6 cách đây 6 ngày anh chị thì không biết là nó đi đến đâu rồi, cũng không rõ lắm. Và cái mục tiêu là khi mà Liên Phong Bank đánh chạm vùng 7.5 thì vùng này nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Hùng đánh giá rằng những cái điểm test kỹ thuật này rất là đẹp, có thể test về 7 hoặc là sâu hơn sẽ là vùng 6.5. Nó chỉ test về được đến vậy thôi, vùng 6.5 đến, à xin lỗi cả nhà, không phải vùng 6.5, test về đến đây nó khoảng vùng 6.8, nó chỉ chạm được như vậy thôi. Và từ vùng 6.8 này nó tích lũy được thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của Liên Phong Bank ở khoảng vùng 8.5. Thì như vậy là chúng ta đã đi phân tích đủ các mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành chứng khoán sẽ phân tích đến SSI. Thì SSI đây, Hùng đây đã có những phân tích đây, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần trước. Đó là trong cái kịch bản ngắn nhất, đó là Hùng Lê kỳ vọng SSI sẽ đánh chạm vùng 14. Chạm vùng 14 xong thì sẽ có những nhịp chỉnh kỹ thuật. Thì về bản thân là khi SSI chưa về đến vùng 14 thì đã có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây. Và những cái điểm chỉnh này không gãy khoảng vùng 12.5 đến khoảng vùng 13, tức là chỉnh về vùng 12.5 đến vùng 13 thì lực cầu ổn định trở lại. Đây là những cái lực cầu mà đã bắt đầu ổn định trở lại để kéo cổ phiếu này lên. Thì ngắn hạn là sẽ đập lại vùng 14. Trước khi mà vượt thoát vùng 14 thì phải về vùng 14 đã, đúng không ạ? Chứ chưa vùng về được vùng 14 thì chúng ta nói gì đến câu chuyện 16. Và vượt thoát được vùng 14 break, trong cái phiên mà nó đánh thủng vùng 14 với vol xác nhận khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của SSI ở khoảng vùng 16. Ok. HCM. HCM thì trong đây, đó những cái nhịp phân tích của ông Lê đây, phân tích lên, chỉnh giảm kỹ thuật và sau đó thì sẽ đánh chạm target mà ông Lê đang kỳ vọng của HCM ở khoảng vùng 18. Hiện tại thì những cái tín hiệu kỹ thuật thì đang ở vùng 16.8, như vậy là còn khoảng 1.200 nữa thì sẽ hoàn thành cái target này. Và khi đến vùng 18 thì các anh chị chúng ta cũng sẽ canh chốt và khả năng sẽ có những cái nhịp đánh test lại cung ở khoảng vùng 16 và chúng ta sẽ chờ những nhịp test đó. Một cái cổ phiếu của ngành chứng khoán mà ông Lê cũng đang rất là yêu thích, đó là cổ phiếu SHS. Thì bản thân SHS, những cái tạo lập của SHS khá là tốt và bây giờ thì bị chốt rồi, tức là về đến vùng 10 thì chắc chắn là bị chốt. Và những cái lực chốt này thì nó sẽ chạm lại đâu, tức là nó sẽ đâu đó nó sẽ chạm lại khoảng vùng 8.5 đến vùng 8 về đến đây. Về đây thì chúng ta sẽ xem cung cầu đây xem như thế nào và chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. Bản thân khi SSH cái dòng tiền đã kích hoạt vào SSH đấy là nó không chỉ đánh tăng 1 đến 2 tuần. Các anh chị nhìn thấy đây, một cái yếu tố tạo lập của SSH đánh từ vùng 3 và đánh chạm vùng 16, tức là tăng đến 5 lần, hơn 5 lần đúng không? 3 năm 15. Thì ở đây Hùng Lê cũng đang nhận diện thấy có những cái dấu hiệu về dòng tiền cực lớn ở đây. Có những cái dấu hiệu dòng tiền cực lớn ở đây và khả năng sau một vài cái nhịp test kỹ thuật ở đây thì SHS sẽ bắt đầu đi vào một cái kênh tăng khủng khiếp. Không biết khủng khiếp đến đâu thì Hùng Lê sẽ chưa thể định lượng được, nhưng mà cứ cứ bình tĩnh, từ từ hàng tuần thì chúng ta sẽ có những cái điểm phân tích kỹ thuật. Và đối với SHS các anh chị nhé, có thể cân ở vùng 8 đến vùng 8.5, đấy là những cái điểm cân rất là đẹp để chúng ta chờ đón một cái target dài của SHS rất đẹp. Cứ chờ đi. Hùng Lê vẫn nói vui một câu là nghe Hùng Lê chết biết liền, nhưng mà khả năng là cũng cũng chưa ai chết cả. Về cơ bản là như vậy, những cái phân tích định lượng của Hùng Lê thì nó cũng khá là ok. Chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu ngành thép HPG. Ok, HPG thì đó, chúng ta trong phiên ngày hôm nay thì HPG đã gần như là hoàn thành cái mục tiêu của Hùng Lê đặt ra, đó là ở vùng giá 21, target ở vùng giá 21. Thì Hùng Lê đã đưa ra phân tích và định lượng ở trong bản tin tuần trước, khi đó thì Hòa Phát đang mới có ở dưới này thôi. Và khi đó thì Hùng Lê cũng có những cái dự báo về việc là Hòa Phát sẽ test chỉnh lại trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng về vùng 21. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta canh chốt thôi, nó không có gì cả. Khả năng thì Hòa Phát sẽ kéo quá vùng 21 là có thể kéo lên vùng 22. Có thể kéo lên vùng 21.5 đến vùng 22 rồi mới phân phối, và đây là cũng là một cái nhịp mà chúng ta sẽ kết thúc đối với Hòa Phát. Đây là nhịp kéo cuối cùng, cùng lấy khuyến nghị là như vậy. Và sau cái nhịp chốt này thì chúng ta sẽ cần phải nghỉ ngơi, chắc là nghỉ ngơi dài dài đấy để mới có thể quay lại được đối với mã cổ phiếu Hòa Phát. Khả năng thì cái vùng 21 đến vùng 22 này cũng là cái vùng kháng cự rất là dài rồi, và
về đến đây thì Hòa Phát sẽ gặp rất nhiều khó khăn. HNG đó, anh chị nhìn thấy chưa, những cái phân tích của chúng ta đây. Hoa Sen thì sau khi mà Ùng Lê dự báo là có thể kéo chạm vùng 6 và sẽ đạp lại ở vùng 5.5. Ở vùng 5.5 này test tích lũy thành công, lực cầu quay trở lại, thì đây là một cái phiên mà cầu quay trở lại đối với Hoa Sen khi mà lực cầu này kéo lên tận 10 triệu cổ phiếu. Và với cái việc mà Hoa Sen break nền 6 thì chúng ta hoàn toàn có một cái target của cổ phiếu Hoa Sen ở vùng 7. Và thậm chí trong cái nhịp này với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại như này thì cổ phiếu này sẽ kéo mạnh hơn ở vùng 7. Khả năng sẽ lên được đến đây khoảng vùng 7.5. Sẽ lên được khoảng vùng 7.5 trước khi mà cổ phiếu này sẽ chỉnh giảm trở lại đây. NKG thì NKG trong nhịp này yếu hơn so với lại HPG và Hoa Sen. Hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang tích lũy thôi, và những cái vùng tích lũy ở đây thì ở đánh giá rằng là ở trong cái biên khoảng 5.5 đến vùng 6, và hiện tại thì chưa rõ xu thế, tức là xu thế trong cái biên này thì nó đang đi ngang, và rõ xu thế khi nào, khi mà cổ phiếu break khoảng vùng 6 thì khi đó thì chúng ta mới có được những cái phân tích định lượng tiếp theo. Còn hiện tại thì với xu thế hiện tại như này thì cổ phiếu sẽ tiếp tục đi ngang, và trong phiên nếu như có những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng Lê sẽ có những cái tư vấn trong phiên luôn, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thôi, chứ còn hiện tại thì chúng ta chưa có. Ok, chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu về ngành xây dựng cơ bản. HDC, HDC đó, HDC thì sau khi mà vượt thoát được nền 16 thì cũng nên đang kỳ vọng là trong nhịp này thì đánh chạm vùng 20, thì hiện tại thì đang trên con đường đi đến cái đích đó, nhưng mà khả năng là chạm vùng 18. Nó đi theo kiểu hình zig zag, cái tức là chạm vùng 18 này, chạm vùng 18 thì phải chỉnh lại tí đấy, nó kiểu như thế, tức là cái mục tiêu thì vẫn không có gì thay đổi cả, nhưng mà trên cái con đường đi đó thì nó thiên biến vạn hóa, và cái việc là các anh chị có thể phải phải học, và sau đó thì chúng ta ở nhiều ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ mường tượng được các cái đường đi, các cái nước bước của cái mã cổ phiếu như vậy. Đạt Phương ngày hôm nay thì bị chốt mạnh. Đạt Phương không biết là hôm nay có một cái tín hiệu gì đó nó hơi bất thường. DPG. Đạt Phương ngày hôm nay sau khi mà công lại được cái vùng kháng cự đây, vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 26, thì ngày hôm nay đã bị chốt rất là mạnh. Ở một cái lực chốt tương đối lớn, thì với tín hiệu hiện tại như thế này thì Đạt Phương sẽ quay lại kiểm tra lại nền 22.5, tức là lại tiếp tục quay lại đây. Và từ cái nền này thì chúng ta sẽ xem cái lượng cung cầu đây để chúng ta đánh giá cái yếu tố bất thường. Cái yếu tố bất thường này sẽ được xem trong phiên ngày thứ hai. Phiên ngày thứ hai nếu như mà có một cái cây nến xanh lấp lại ở cái vùng này thì đấy là một cây nến, đấy là một cái lực chốt lời bình thường thôi, nó không có vấn đề gì cả. Nó sẽ quay sớm quay trở lại xu thế của cổ phiếu thì chúng ta cần phải đánh giá lại. Cotecom thì bản thân Cotecom thì Hùng Lê đã có phân tích rồi, và Hùng Lê đánh giá rằng trong cái thời điểm hiện tại thì Cotecom cũng có thể là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ bắt đầu hình thành một cái kênh xu thế tăng trở lại sau một cái nhịp giảm dài, sau một cái nhịp giảm dài, và cái kênh xu thế tăng trung hạn trở lại thì chúng ta sẽ phải tính toán đến ở cái tọa độ là vùng giá 50, tức là nó hình thành cái mô hình V kép ở đây. Và để mà hoàn thành được cái mô hình này thì Cotecom trong nhịp này sẽ kéo chạm lại vùng 70, và tất cả những cái yếu tố kỹ thuật nó sẽ bắt đầu xuất hiện từ vùng 70 ở đây để chúng ta có thể có những cái định lượng ở đây, tức là vùng 70 có thể có những cái điểm vượt thoát lên để đi tiếp, hay là lại chỉnh giảm lại thì chỉnh làm lại thì sẽ chỉnh giảm lại về đâu, thì đấy là những cái thước đo cân đo đong đếm. Hùng Lê sẽ cần thêm những cái dữ liệu kỹ thuật của Cotecom tại vùng giá 70. VCS, bản thân VCS thì trong cái thời điểm hiện tại thì cũng như vậy, cũng có thể là một cái lực đánh đang khá là tốt. Tuy nhiên VCS thì chúng ta cần phải đề phòng thêm một cái trường hợp nữa là test đáy, tức là khi VCS chạm lại vùng 24 đến vùng 25, tức là chạm về đây, chạm về cái vùng này này đó, chạm về khi VCS chạm lại về vùng này thì chúng ta phải chú ý đến một cái nhịp chỉnh kỹ thuật đây trước khi mà VCS có thể chạy được. Tức là Hùng dự báo rằng là khi chạm về đây thì cổ phiếu này có thể chỉnh về mặt gọi là cân lại cung cầu đây một tí nữa đó, và sau khi chỉnh xong cân cầu đây thì lúc đó thì chúng ta mới mới có được những cái phân tích kỹ thuật ở đây. Còn đối với hiện tại thì những cái điểm mua của VCS thì gần như nó không còn nữa. À, VSC, VSC
Đối với VSC vận tải, xin lỗi cả nhà, VCS, VCS. Đối với VCS thì hiện tại Hùng thấy rằng là cổ phiếu này cũng đã hình thành được cái vùng 50 ở đây khá là đẹp và đang cố vượt thoát. Tuy nhiên đối với VCS thì lên đến cái vùng 70, đến thậm chí là đến cái vùng 75. Đây là cái vùng kháng cự dày, thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VCS thì VCS có thể phiên thứ hai và phiên thứ ba có thể test lại ở khoảng vùng 61.5. Ở vùng này không gãy thì xu hướng là VCS sẽ đánh vượt thoát vùng 65.5 để đi về một cái vùng target đây, khoảng vùng 70 đến 75. Các cái điểm mua của VCS thì hiện tại thì Hùng Lê cũng không không còn khuyến nghị nữa, bởi vì là những cái điểm mình không có được những cái điểm mua gom ở dưới này thì như vậy nó cũng cũng hơi bất bất lợi về giá vốn. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt, ví dụ như PTB, PTB. Bản thân PTB sau một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây thì chúng ta thấy rằng là PTB đã có những cái điểm tích lũy rất chặt mà ông đã phân tích ở trong tuần vừa qua, đó là 40 đến vùng 42, gần như là cổ phiếu này đi ngang ở trên này, cổ phiếu không gãy. Thì trong một cái tuần đi ngang này thì để thứ nhất là nó sẽ hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng đây, những cái lượng hàng rơi rớt ở bên này thì về đến đây là có thể là người ta cũng sẽ bắt đầu chốt đó. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng là PTB hoàn toàn có thể hoàn thành những mục tiêu giá 50, tức là sau những cái nhịp test kỹ thuật ở đây thì hoàn toàn có thể hoàn thành ở vùng 50, thậm chí ở trong nhịp này thì PTB có thể hoàn thành ở vùng 55 đến vùng 60. Tất nhiên là lên đến cái vùng này thì Hùng Lê sẽ phân tích sau, nhưng trước hết là chúng ta sẽ phân tích từng cái target một nó để chúng ta theo dõi được sát nhất ở tuần. FRT, bản thân FRT thì Hùng Lê trong phiên trước là Hùng Lê FRT Hùng Lê cách đây 2 ngày Hùng Lê đã có khuyến nghị cầu đây. FRT hôm nay đạt điểm mua và có thể giải ngân trong phiên ngày hôm nay, thì Hùng Lê cách đây đây 2 ngày đây thì FRT cũng là một cái mã cổ phiếu nó thuộc cái ngành bán lẻ, nó hiện tại thì đang khá là tốt. Sau khi Hùng Lê nhận diện thấy rằng là FRT kéo lên và đã có những cái phiên test cung dự kiến sâu khoảng vùng 13, nhưng trên thực tế là không test được đến vùng 13 mà đâu đó vùng 15, thì Hùng Lê nhìn thấy lực cầu bắt đầu quay trở lại và chúng ta có thể đánh mã cổ phiếu này với kỳ vọng đạt T cộng, tức là đạt khoảng vùng 19 đến vùng 20 thì chúng ta sẽ canh để ra hàng. FRT thì hôm nay cái lực cầu nó khá là tốt và gần như là trần cứng, không không có lượng hàng bán ra. Chúng ta sẽ phân tích ngành cao su nhé anh chị, cao su DRC. Đối với DRC hoàn thành nhịp thứ nhất và những nhịp test chỉnh cung ở đây đâu đó khoảng vùng 20, khoảng vùng 16 đến vùng 16.5, test cung thành công và break vượt thoát được vùng 17, vượt thoát được vùng 18 thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của DRC ở khoảng vùng giá 22, ở vùng giá 22. Thì xu hướng hiện tại của DRC thì Hùng Lê nhìn thấy cũng đang khá là ổn, và cái đặc điểm của cổ phiếu này thì tạo lập kéo cũng rất là dốc, tức là những cái nhịp tăng nó thường hình thành cái nhịp tăng hình chữ V đó, thường hình thành hình chữ V. Thì hiện tại là chúng ta có thể kỳ vọng một cái target ở khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 22 của DRC. PHR bản thân PHR thì cũng là một cái mã mà tạo lập nó đánh cũng rất là kinh khủng, và trong cái kịch bản phân tích tuần thì Hùng Lê cũng đang kỳ vọng là PHR sẽ đánh chạm lại vùng kháng cự đây là vùng 48.5 đến vùng 50. Và liệu rằng PHR có vượt được vùng kháng cự hay không để chúng ta có thể có một cái sóng sóng kỹ thuật ở đây, thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái cập nhật tiếp theo. Và khi mà PHR vừa thoát được vùng 48.5 thì chúng ta sẽ có được những cái tọa độ tiếp theo của PHR khá là tốt ở trên này. Xu hướng hiện tại là dòng tiền đang rất là tốt rồi, dòng tiền đang rất là tốt sau khi đánh lại, và đúng cái mô hình tạo lập của PHR đó là mô hình V kép và tạo đáy ở vùng 33, tạo đáy ở vùng 33 đối với PHR. Chúng ta sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành Viettel. Hiện tại nhóm ngành Viettel cũng đang là tốt, và đặc biệt là Hùng Lê có nhấn mạnh mã cổ phiếu VGI.
ở trong các cái bản tin phân tích tuần của ông Lê. Thì sau khi mà VGI vượt thoát được vùng 20 thì chúng ta đã có những cái vùng mục tiêu của VGI khoảng vùng 24. Và đây chính là cái cây nến mà VGI đã đánh tạo lập, đã đánh vượt thoát vùng 24 để đưa VGI ở vùng 25. Thì khi mà về đây thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị ở trên team của Hùng Lê, đó là VGI sẽ ổn định ở khoảng vùng giá 25 đến khoảng vùng 26, khoảng vùng 25 đến vùng 20, khoảng vùng 25 theo ổn định vùng 25 đến 26 đến 1 đến 3 phiên nữa trước khi mà lực cầu quay đánh trở lại. Và đối với VGI thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nhịp này thì VGI sẽ đánh chạm về vùng 30. Một số các anh chị trong team của ông Lê thì cũng đã có hàng VGI và đang chờ để canh chốt thôi. Khi về đến vùng 30 thì chúng ta tạm chốt, và chốt xong thì chúng ta có thể là sẽ cover lại hàng ở đằng sau này. Thì các cái điểm cover lại hàng thì ông Lê sẽ cần có những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng giá 30 để ông Lê có thể phân tích được những cái điểm tọa độ mà chúng ta có thể cân lại hàng ở những cái vùng nào ở trong trong cái quá trình sắp tới. Mã cổ phiếu VGI, VTK, VTK, VTK thì chưa có gì. VTK thì cơ bản là bây giờ cũng hình thành một nhịp hồi này lên tận 25, khả năng là sẽ chỉnh giảm thôi. VTK chưa có gì. Mã cổ phiếu CTR, CTR đây các anh chị, CTR trong cái kịch bản phân tích trước đây của ông Lê đây, hoàn thành những cái điểm test này, những cái điểm test không gãy ở khoảng vùng 33 này, 32.5 đến vùng 33 này, thì chúng ta có một cái target của CTR khoảng vùng 40, đúng không ạ? Và các anh chị mà đang cầm mã cổ phiếu này thì cũng sẽ canh theo cái nhịp chốt của ông Lê. VTP, VTP, Viettel Post, Viettel Post thì cũng không có gì. Cơ bản là Viettel Post thì không có gì cả. Đang kéo lên thế này thôi, chứ còn những cái mã này thì ông Lê cũng không có kết lắm bởi vì cái tính kỹ thuật của nó không không ổn. Còn mã ngành nào nữa không nhỉ? Còn mã nào để chúng ta phân tích nữa không nhỉ? Xây dựng. Rồi. Đầu cơ có khu công nghiệp. Tại sao chúng ta lại nói đến khu công nghiệp trong buổi tối ngày hôm nay? Thì chúng ta thấy rằng là tại cái thời điểm bệnh dịch này là cái cuộc mà chiến tranh thương mại Mỹ Trung nó chỉ lắng dịu đi thôi, chứ còn giữa Trung Quốc và Mỹ thì nó sẽ đang có rất nhiều những cái yếu tố sau khi mà dịch bệnh kết thúc thì chúng ta có thể thấy là những cái cuộc chiến tiếp theo có thể nó sẽ bùng nổ, và cái làn sóng mà di cư, tức là các cái công ty, các cái nhà máy của Mỹ thì có thể sẽ bắt đầu sẽ về Việt Nam để có thể mở và có thể đầu tư. Chính vì vậy nên là cái dòng vốn FDI sẽ đổ vào Việt Nam sẽ rất là lớn, và khi mà cái dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam lớn thì những cái đơn vị nào sẽ được hưởng lợi, đó chính là những cái đơn vị mà liên quan đến khu công nghiệp, đúng không ạ? Khu công nghiệp, khu chế xuất. Thì hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy cái mã, một số các cái mã cổ phiếu về khu nghiệp đang rất là đẹp. SZL sau khi một cái nhịp tăng đây, và trong trong phiên ngày hôm nay thì SZL chính thức là đã break được cái vùng 33.2, và chính cái vùng này thì sẽ hướng đến một cái kịch bản là SZL sẽ đánh khoảng từ vùng 33 và lên đến tận khoảng vùng 45, khoảng vùng 45 ở đây. Đó, rất là đẹp về mã cổ phiếu SZL này. Mã cổ phiếu Hùng sẽ xem D2D. D2D thì không có gì. D2D thì đang trong quá trình hoàn thành cái mục tiêu mà Hùng Lê phân tích ở đây là khoảng vùng giá 60 đối với D2D. Tiếp. Tiếp cũng là một cái mã cổ phiếu mà tạo lập rất là mạnh các anh chị nhé. Các anh chị có thể nhìn lại đây lịch sử này. Tiếp đánh từ vùng 14 và cũng đánh lên tận vùng 35, sau đó thì đã rơi vào một cái nhịp chỉnh giảm dài. Và sau một cái nhịp chỉnh giảm dài này thì cổ phiếu sẽ bắt đầu, đây là những cái vùng mà mất 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 cân bằng, mất vốn. Và hiện tại thì bắt đầu đã có những cái tín hiệu kỹ thuật, và trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê cũng đang kỳ vọng là tiếp sẽ đánh đầu tiên, cái nhịp dẫn đầu tiên là đánh chạm vùng 20, tức là đánh khoảng vùng 15 16 đây, đánh chạm vùng 20 ở đây. Tiếp này. ITA thì nó mang dáng dấp hơn, mang dáng dấp của cái gọi là cái cổ phiếu thiên về tính đầu cơ, và bản thân thì ETA cũng đã có một cái nhịp chỉnh giảm, và ở cái vùng mà Hùng Lê có phân tích trong cái nhóm ngành đầu cơ hỗ trợ của ITA đó là vùng 2.
Thì trong phiên ngày hôm nay ETA đã lấy lại vùng 2 và đang đi vào trong cái biên ở đây, trong cái biên ở đây thì chúng ta sau một cái nhịp đánh kỹ thuật như này thì ETA có thể là nó sẽ có những cái điểm trả cung cầu và cũng nên đánh giá rằng là cái vùng 2 chính là cái vùng mua an toàn của ETA trong thời điểm hiện tại và khả năng sẽ đánh chạm lại vùng 2.4 đến khoảng vùng 2.5 trong cái nhịp đánh này. DTD DTD bản thân DTD thì cũng như vậy, DTD cũng là như vậy. Ngày hôm nay thì DTD cũng đã có một cái lực cầu tương đối lớn và sau một cái lực cầu tương đối lớn này thì khả năng sẽ có những điểm trả cung lại khoảng vùng 11. Ở vùng 11 thì chúng ta có thể mua DTD và từ đây thì DTD có thể đánh chạm lại vùng 14 ở trong cái nhịp đánh này. Và cái lịch sử tạo lập của DTD cũng như vậy, tức là những cái mã cổ phiếu này thì thường khi mà tạo lập đánh lên thì đánh lên rất là dài, và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái nhịp đánh dẫn thứ nhất thì đã rũ hết rồi và khả năng bắt đầu một cái nhịp nhịp đánh thứ hai này thì một nhịp đánh mà những cái target đi của cổ phiếu nó sẽ dài hơi hơn sẽ dài hơn hơn. LHG thì gần như không còn cơ hội nữa bởi vì chúng ta không 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 có phân tích LHG được ở những cái nhịp này. Nhưng nếu mà ai tinh ý và ai mà biết được những cái phương pháp của Hồng Lê thì hoàn toàn có thể theo dõi, bởi vì trong cái thời điểm vừa qua là Hồng Lê chủ yếu là Hồng Lê tập trung đánh trụ, đánh banh và đánh P, nên là những cái mã cổ phiếu mà bên ngoài gần như những cái bên ngoài gần như Hồng Lê không có để ý đến. Đầu cơ thì trong tuần này chúng ta sẽ không phân tích bởi vì hiện tại thì Hồng Lê cũng nhìn thấy là nhóm ngành đầu cơ của chúng ta cũng không có gì đột biến. Ok, như vậy là cũng khá là cơ bản về các cái nhóm ngành mà Hồng Lê đã phân tích cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Và như đầu thì Hùng nói rằng là thị trường chứng khoán thế giới, tất cả những yếu tố vĩ mô, tất cả những cái chính sách của nhà nước chúng ta về việc là về 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 việc kiểm soát bệnh dịch cũng như về gọi là những cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, gói hỗ trợ về an sinh xã hội vân vân và vân vân, thì đấy là tất cả những cái biện pháp mà Hùng Lê đánh giá rằng chính phủ của chúng ta đang cực kỳ là ok. Và chính những cái điểm đó thì sẽ giúp cho thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ có những cái điểm thăng hoa hơn, sẽ có những cái nhịp tăng tốt hơn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng thị trường chứng khoán của chúng ta đang đi quá đà. Và tại vì sao Hùng Lê lại phân tích được cái quá đà đó khi mà VN Index kết tuần trước là 750 điểm và Hùng Lê đã phân tích trong tuần là tăng lên 780 điểm, tức là 30 điểm, và thậm chí là đến 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 thứ tư đúng không ạ? Đến trong cái bản tin là ngày 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 bản tin nào nhỉ? Là Hùng Lê đã bẻ kịch bản của VN Index. Hùng Lê đã bẻ kịch bản của VN Index lên vùng 800 điểm, 800 điểm. Đây. Xét những yếu tố nội tại thì thị trường thì Hùng Lê đã bẻ kịch bản VN Index của chúng ta đi về vùng 800 điểm bởi vì ông Lê vẫn nhìn thấy ở trong thị trường của chúng ta những cái nội lực thị trường của chúng ta đang khá là tốt, và thậm chí là với những cái nội lực hiện tại thì VN Index của chúng ta không những là cán mốc 800 điểm mà khi về đến vùng 800 điểm thì ông Lê sẽ tiếp tục phân tích những cái nội lực của thị trường ở vùng 800 điểm để có hay không ở ở cái target của VN Index của chúng ta ở vùng 820 điểm, 820 điểm, thì chờ đến cũng giống như khi mà VN-Index về đến vùng 780 điểm thì Hùng Lê cân được những cái nội lực của thị trường thì Hùng Lê tiếp tục đưa về 800, và từ vùng 800 này thì Hùng sẽ xem đó, Hùng sẽ view lại tổng quan của thị trường, nội lực của thị trường để xem là ở về đến vùng 800 rồi thì VN-Index còn lực đi không? Đó, còn lực đi không? Và còn lực đi thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích kịch bản tiếp theo. Đối với VN-Index thì trước hết Hùng Lê sẽ kỳ vọng trong tuần tới chúng ta sẽ cán cột mốc 800, nó giống như trong tuần này là cán cột mốc 780. Đối với hợp đồng VN30S1M thì sang thứ hai tuần tới thì có thể là sẽ có những cái tín hiệu sọt, tức là sẽ trả lại cung ở khoảng vùng 700, tức là bây giờ đang đóng cửa phiên ngày hôm nay là 710 điểm đúng không ạ? 710 đúng không anh chị, hay là 716 ạ? Hùng Lê không rõ lắm, 716 điểm. Thì sẽ trả lại ở khoảng vùng 710, tức là giảm khoảng tầm độ 6 điểm thôi à? Sao ít thế nhỉ?
À xin lỗi cả nhà, sẽ trả cung lại ở vùng 700, tức là như vậy là cầu sọt có thể đánh lại ở khoảng vùng 700 điểm, tức là mất khoảng vùng khoảng 16 điểm. Đó, sau đó thì khi mà chỉ số này chạm về vùng 700 điểm thì Hùng Lê sẽ có những tín hiệu quan sát cung cầu trong phiên, và khả năng thì khi về đến vùng này thì Hùng dự báo rằng lực long sẽ quay trở lại và đánh chỉ số này về vùng 750 điểm. Khi chỉ số này về vùng 750 điểm thì nó cũng song trùng với việc là VN Index của chúng ta có thể cán mốc 800 điểm. Đó. Còn đối với chỉ số VN 30, đối với chỉ số VN 30 thì chúng ta chúng ta đã có một tuần giao dịch mà Hùng Lê đã có những cái dự báo gần như khá là chuẩn xác, khi mà tuần trước là VN Index của chúng ta VN 30 là ở đâu ạ? Ở 693 điểm, và Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về việc chỉ số này sẽ đánh chạm vùng 730 điểm và kết tuần ở vùng 734 điểm, tức là cách cái target của Hùng Lê dự báo khoảng 4 điểm. Mà theo chiều hướng tích cực các anh chị nhé, theo chiều hướng tích cực tức là tăng thì là nó tích cực đó. Ok. Và với việc chỉ số VN 30 này chạm vùng 700 730 điểm thì thậm chí Lùng Lê còn dự báo là cái mốc này có thể cán cán vùng 730 đến vùng 740 điểm trong cái bản tin mà Lùng Lê đã có phân tích trong cái buổi tối ngày thứ tư. Thì chúng ta thấy rằng là với lực đi hiện tại và với những cái chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ hoàn toàn kỳ vọng ở trong tuần tới VN30 sẽ cán mốc 750 điểm. Cùng với 750 điểm này thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái chỉ số này nó sẽ song trùng với nhau trong một cái kịch bản phân tích rất là logic, và nó có những cái sự liên kết với nhau. Và khi VN Index của chúng ta đi về vùng 800 điểm thì đấy cũng là theo như Hùng Lê dự báo, thì cái vùng đó là cái vùng mà cổ phiếu của chúng ta sẽ chạy hết tất cả những cái target mà Hùng Lê phân tích. Đó, chạy hết tất cả những target phân tích của Hùng Lê. Ví dụ đây, Hùng Lê lấy ví dụ như VIX có thể là sẽ đánh về vùng 105. Đó, VIX có thể đánh về vùng 105 đến vùng 110, hoặc là ví dụ VRE, hoặc là VRE thì sẽ chạm lại vùng 30, tức là vùng giá 3x. Thì ở tất cả những cái tọa độ đó nó sẽ song trùng, nó sẽ hội tụ đến một cái điểm, đó là VN Index sẽ cán mốc 800 điểm. Và với quan điểm của ông Lê, khi đến mốc đó thì ông Lê sẽ khuyến nghị chúng ta là chúng ta sẽ canh để chúng ta ra hàng. Và bản thân là trong tuần vừa rồi thì trong team của ông Lê, khi Hùng Lê liên tục phân tích định lượng về mặt thị trường, tức là nhà đầu tư của team của ông Lê rất là yên tâm về mặt xu hướng thị trường. Chính vì vậy nên là cái lượng hàng ra ở trong tuần vừa rồi nó không lớn, gần như là chỉ có những anh chị mà đã đạt được những cái target, ví dụ như là VBank đó thì đã chốt lời, bởi vì là ăn hai cây trần rồi và mua được ở vùng giá 18 và chốt ở vùng 22.5. Đó thì như vậy là đạt được những cái mức lợi nhuận trong ngắn hạn thì các anh chị chốt, và rất nhiều những cái mã cổ phiếu mà Hồng Lê khuyến nghị để canh chốt, ví dụ như HPG đó cũng bắt đầu là tuần tới là bắt đầu sẽ ra hàng ở khoảng vùng 21 21 21.5 đến vùng 22, tức là vùng này thì tuần tới thì những cái cổ phiếu này sẽ ra hàng đó. Vậy thì khi chúng ta nắm được cái quy luật vận động của thị trường, lúc chúng ta phân tích được những cái nội tại của thị trường thì chúng ta sẽ rất là tự tin trong cái quá trình mà chúng ta tham gia đầu tư đó, trong cái quá trình mà chúng ta tham gia đầu tư. Ok, như vậy là bản tin tuần này thì đến đây cũng kết thúc, và Hùng Lê sẽ gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo. Thì thứ nhất là các anh chị chúng ta nhớ đăng ký kênh, và đăng ký kênh xong thì chúng ta sẽ bật cái biểu tượng chuông lên để khi Hùng Lê có những bản tin phân tích định lượng về mặt thị trường thì chúng ta sẽ cái chuông này nó sẽ báo, và YouTube nó sẽ báo với các anh chị là đã có bản tin mới. Hoặc là khi mà các anh chị mà bấm đăng trong ký cái một đó cái bối thì cảnh mà chúng doanh nghiệp ta Hùng Lê có những cái trả lời comment ở đây, thì lập tức ở trên này nó cũng sẽ có những cái chuông để nó báo cho các anh chị của chúng ta là có những cái câu trả lời mới, vân vân và vân vân. Thì Hùng Lê cũng mong muốn các anh chị của chúng ta sẽ chia sẻ những cái bản tin video của Hùng Lê để những cái bản tin này nó đến được nhiều hơn đến cộng đồng nhà đầu tư, và
để giúp cho những cái nhà đầu tư mà đang đâu đó ở trên thị trường, chúng ta chưa có được những cái định lượng về thị trường, chưa có được những cái định lượng về cổ phiếu, thì sau khi xem những cái phân tích của ông Lê sẽ có được những cái góc nhìn tốt hơn và giúp cho cái quá trình đầu tư nó được bài bản hơn, và nó sẽ giảm thiểu đi được cái sự thua lỗ trên thị trường. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.